ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao đang quay về thôi. Hạt long lanh cho ngày lên tính khôi. Trong nỗi vui đời thương hay dẫu bao buồn phiền, tình thật an nhiên phút giây bình yên. Giữa chốn xa hoa này bao lần vấp ngã, giữ tâm hồn nhiên thức giấc mơ ta về. Đời không cho nhiều mà lòng chẳng thiếu, nghĩ chi trả vây. Nếu tim còn yêu trời luôn mơ nắng, biết yêu thương mình là biết yêu thương người. Một lần cho đi muốn đời ta mãi có. Ngày rồi đêm thay nhau có chi sầu thêm, mặt đất đâu hư hao luôn là nơi nụ hoa nương nao. Bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao, tình nào nào đưa người về bên nhau. Người ta là sáng gì vợ, còn tôi là chút gì vợ nè. Bể mánh rồi, nội không chịu ký sang tên đất đai ruộng vườn cho em nữa. Trong lòng con còn nhiều đau đớn, có nhiều oán giận, nhưng đừng tự chịu một mình. Vậy thì chúng ta thử xem. Ừ. Nếu anh cũng có một người vợ nhau, mày muốn gì? Muốn từ giờ trở đi chị làm gì cũng phải nể mặt em một chút. Mẹ sẽ rất thích vở kịch này. Một vở kịch nồi da sao thì gia đình ta chừng nào thì vở kịch đó không gì. Đây là căn nhà trị giá 3 tỷ, giờ nó là của anh. Trong một năm, tôi sẽ cho anh nhà, xe và một vị trí quan trọng trong công ty. Đổi lại, anh phải làm cho tôi 3 chuyện. Nhưng tôi nói trước là tôi không có làm mấy chuyện phạm pháp đâu nha. Bỏ giờ, chuyện đó có phạm pháp không? Cái này coi như đặt cọc. Tương ớt chiên su, vạn món ngon bùng vị. Về nhà ăn ngon với Omachi sốt bò hầm. Đặt hàng ngay qua hotline 1900 6869. A An, nành gạo ngon cơm. Em cảm ơn chị. Không có chi, là do tôi tự chuốc, tự nguyện thôi. Còn gì nữa không chị? Còn cái gì? Sắp tới ngày đưa con của chồng chị đi khám sức khỏe rồi đó. Bao nhiêu? Thì chị đưa đại 537 hay là 10. Chị, nhiêu đây sao đủ? Dư rồi đó. Giá khám có 200 thôi. Nhưng mà tôi đã đi hỏi giá rồi. Chị, nè. Con của chồng chị mà chị không có lo thì tôi cũng không có lo. Lấy tiền đi ăn. Tiền ăn cái gì ngon ngon ta? Em. Ăn cái gì ta? Mậu ơi. Ăn cái gì vậy? Ăn đây này. Ăn đây mà. Anh có sao không? Chết. Cái gì bị chết? Anh có sao không? Thốt.
thành cái khó khăn. Ông bị cái gì vậy? Thua bạc không có tiền trả, rắn tôi trả. Giờ anh ăn bao nhiêu ngày rồi? 3 ngày. Xong về bên bả đi. Nhục. Nhục? Ông cũng biết nhục nữa hả? Này, về bên bả mới lo được chứ ở đây tôi... Bao lâu nay tôi lo cho em, chả lẽ ông không lo ngược lại cho tôi à? Thân tôi còn lo chưa xong đây nè. Tôi còn phải ăn bám bả đó, không thấy hả? Có giờ em moi của bà em lo cho anh. Tôi moi của bả là tôi chỉ lo cho con của tôi thôi. Thì xem như anh là thằng con lớn của em đi. Hết nói nổ luôn á. Ủa, rồi cái thằng con trai của ông đâu rồi? Thân nó bây giờ còn thối hơn tôi. Anh sẽ không may kết thành lòng đài để chờ một đêm chắc nào tới khai lễ đăng quang kết thành trong đèn. Hoàn hảo về hôn cao huyền quý để đầu cười vun vương người và lòng đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thương quá à, dễ cưng quá. Quá. Dạ. Em đợi em xíu nha. Dạ em vô liền. Nhanh nha. Dạ dạ. Không phải tôi cần tiền ông là ông chết cho tôi nè. Thằng mất dịch. Thôi quá mà đừng có hành hạ con mấy cái chuyện con cái nữa được không? Dạ. Vì con phải đi công tác gấp mà má cứ vậy hoài. Thì bây giờ đẻ con trai cho tôi đi. Tôi không nói gì tới mấy người nữa. Lòng ơi, con có biết là để gì không có con trai mà bà con dòng họ mình từ làng tên xóm dưới ai cũng nói vô mặt má không? Rồi 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 được rồi. Má muốn gì? Được rồi, con sẽ sinh. Vợ mày sinh được à? Bà hai, này là bà vô duyên quá. Vợ nó không sinh được thì kêu đứa khác sinh. Ê, mày nói mày phải giữ lời nha, chứ mày đừng có để lời nói mà như gió thoảng mây bay tao khinh mày nha. Ôi, mắc gì không làm được. Trời trời, nè, bà đừng có khinh thường thằng em của bà nghe. Bất quá hả, thằng này bỏ con vợ này cưới con vợ khác, có gì đâu, dễ mà. Trời, ngon à. Ngon à. Trời ơi. Anh nói gì vậy? Hả? Anh nói gì đó? Mấy lời khốn nạn gì mà nói được hả? Ê, mày vừa phải thôi nha, tao là anh của mày, mày đừng có hỗn láo cái đó nha mày. Cái gì vậy, cái gì vậy? Vừa... Chuyện gì vậy hả anh? Chuyện gì hả? Em nói chuyện với thằng em hỗn láo của em kìa. Anh đi đâu vậy? Đi đâu nữa, đi chạy nạn chứ đi đâu. Đứng đây để nó quấn bồm đầu hả? Anh đó đó, đó đó, đấy chưa? Thôi mà, Minh. Đấy chưa? Đấy chưa? Minh, cái gì vậy Minh? Hả? Minh. Minh. Chị lo mà canh chừng ổng đi á, chứ đừng có để mất bồn nó làm chuồng. Cái thằng nói gì không hiểu gì hết, nói thẳng ra đi. Đợi anh Tư về, em mét ảnh, xử ổng có được. Xử ai vậy? Bỏ cháu. Anh Tư. Em về là bỏ anh về theo em đúng không? Bỏ anh đâu rồi? À, chị ba có về với em. Nhưng mà... Nhưng sao? Có chuyện gì vậy anh Tư? Lần trước lúc mà gọi về, anh nói tình trạng của chị ba đã khá hơn, khả năng hồi phục sẽ 60% thị lực mà. Thì lần trước tưởng là anh vậy, nhưng mà ai ngờ đâu á,
là phục hồi được đến tận 80% luôn. Sao mà em đen dữ vậy? Còn chị nữa. Chị biết rồi. Chị tiêu tụy quá phải không em? Không có, hơi mập. Trời đất ơi, mọi người ơi, nó sáng mắt mà nó bị giãn đồng tử rồi. Trời. Vậy mà cũng nghĩ được nữa à? Gì vậy? Thấy chị về không mừng hả? Con trai mà khóc gì không biết nữa à. Nè, mọi người định bỏ em hả? Nhào vô. Chị bị kẹt chén hả? À, trời ơi. Nè. Mời nồi bình trà. Con mời gì? Dì cảm ơn con. Chà ngọt lắm phải không mẹ? Ngọt lắm. Ngọt tới tận tim. Ê, thật là ghen tị quá đi mà. Gì thế mày? Ủa, em nhớ là chị em mình cũng hay pha trà cho nội mà. Ồ. Vậy mà chưa bao giờ nghe nội nói câu ngọt tận tim. Mấy con khỉ này. Xe đã. À, đến coi uống coi có ngọt tận tim không. Ngọt không? Sao? Ngon không? Ngon quá. Cũng được, nhưng mà thua nè, con. Cái này mới là ngọt nè, đó. Ừ, đúng rồi, cái này là mứt mà sao không ngọt. Này, cắn một miếng đi. Nội nha. Đi con. Nội là thiên vị. Sao? Thiên vị với bà này. Bà nào? Gọi chị bằng bà luôn rồi kìa. Con mời mẹ. Mời gì? Bữa nay con sẽ phục vụ cả nhà nha. Nội với lại dì con hôm nay thất thủ rồi. Không hiểu sao mà làm món gì cũng hỏng. Nên chỉ có rau luộc chấm chao. Các con chịu khó nha. Mà sao đâu, con thấy rau cũng hấp dẫn mà, ngon đó. Nội ơi, chỉ cần là nhà mình cùng ngồi ăn như vậy thôi là ăn cái gì cũng thấy ngon hết á. Ra mà có đông đủ tất cả mọi người thì còn vui hơn nữa đó. Dạ đúng rồi đó dì. Không ấy, tối nay dì làm lại đi. Có chồng con với hai đứa nhỏ nữa, coi như là đông đủ cả nhà rồi. Mẹ, hay để con gọi anh Hải nha. Mấy đứa sao vậy hả? Nội không ép tụi con, nhưng thật sự nội muốn sẽ có một ngày nào đó gia đình chúng ta thật đông đủ ngồi ăn với nhau như thế này. Thôi, ăn đi các con. Dạ, con mời nội mời dì ăn cơm. Cảm ơn con. Ăn đi nội.
Dạ thưa mẹ con đi. Đi gặp cô ta à? Dạ. Sẽ cưới chứ? Dạ con đã cầu hôn Bảo Anh ở bên Úc. Bà cô ấy đã đồng ý. Bây giờ con sẽ qua gặp nội của cô ấy để xin phép ạ. Mẹ, không phải mẹ luôn muốn con vui vẻ và hạnh phúc sao? Vậy thì mẹ hãy ủng hộ chuyện của con mà Bảo Anh đi. Đây sẽ là chuyện mà khiến con vui vẻ và hạnh phúc nhất cuộc đời của con đó mẹ. Mẹ, hẹn ngày hai bên gia đình gặp mặt nhau đi. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ủa, vậy sớm vậy chị ba? Ừ. Lát nữa anh Quân nói chuyện với nội gì, cho nên là chị chuẩn bị chút xíu trà bánh đó mà. Có hơi sớm quá không? Chuẩn bị luôn giờ là vừa rồi. Em đang nói chuyện đám cưới của chị với anh Quân á. Tháng sau lận mà. Thì là tháng sau mới nói. Dù sao thì hai người cũng mới quen nhau có 2 tháng thôi. Có phải vì trả ơn không? Không phải. Hôn nhân mà không có tình yêu á là không có hạnh phúc đâu nha. Nhưng mà chị sẽ hạnh phúc. Hứa chắc nha. Hứa. Chắc đó. Chắc. Mày xuống với em đi. Còn em thì sao? Em sao? Kim Sơn. Em với ông đó thì có liên quan gì nhau đâu. Ừ đúng rồi. Không có liên quan á, mà hồi bên Úc á, người ta cứ đi theo em tò tò là sao? Cái đó là tại vì ổng tự ý đi theo chứ em có biết gì đâu. Ủa nói gì đâu mà sao nãy giờ lắp bắp dữ vậy? Hả? Có lắp bắp gì đâu trời. Đó, có. Hồi nãy chị lắp bắp dữ lắm luôn á. Không có hề như đó, vậy. Đó coi kìa. Trời ơi cái mặt kìa. Cái mặt này là cái mặt xạo xạo nè. Chị đó lè đó lét lên luôn á. Nghe nói là người ta đã ngỏ lời với em nhiều lần rồi. Mà chỉ là em chưa chịu thôi đúng không? Ngỏ lời gì mà ngỏ lời. Chị nghĩ sao á? Ổng toàn ngỏ lời những lúc mà chỗ đông người. Còn không lúc mà tâm lý em biến động. Sao mà em đồng ý được? Hiểu chưa Minh? À, em hiểu rồi. Em sẽ lập tức đi nói lại chuyện này với anh Sơn. Ê, anh nhắm kìa. Anh chết hả? Anh chết hả? Trời, xin lỗi anh. Anh. Có chuyện gì hả em? Mấy đứa em nói giỡn á mà. Đi, em đưa anh vô gặp nội gì nha. Anh muốn nắm tay em sẵn. Để lỡ mà nội với gì cũng không đồng ý thì anh đưa em đi trốn luôn. Con mời nội. Con mời gì? Xin cảm ơn con. Con cảm ơn nội và dì đã đồng ý cho con trở thành một thành viên trong gia đình này. Ừ.
hứa với nội một chuyện. Dạ nó cứ vậy. Dù bất kỳ xảy ra chuyện gì thì con phải nắm chặt tay bảo anh để đi hết cuộc đời này. Dạ con xin hứa với nội. Mà gì? Hứa mà không thực hiện nội sẽ đánh đòn đau lắm đấy nha. Dì càng đánh đau hơn đó nha. Vậy chắc chắn là con không dám nữa. Có ai lấy giùm em chai nước được không? Trời, không sao không? Không sao. Minh nó gọi cho anh á. Ê, anh đừng có nghe nó bậy nha. Anh không nghĩ là Minh nó dám nói bậy cái chuyện này đâu. Nhìn anh nè. Châu à, anh biết là nhiều lúc anh cũng không được nghiêm túc lắm. Nhiều lúc anh cũng không được người lớn lắm. Nhiều lúc anh cũng không được bình thường lắm. Nhưng mà thật sự anh rất là nghiêm túc. Anh rất là người lớn. Và anh tỉnh táo để anh có thể nói với em. Mình đẩy nhanh tốc độ hơn một chút có phải tốt không? Châu! 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 Khi này ra đằng kia giùm. Để đằng đó luôn nha. Anh, để cái này vô giùm em. Để sát vô. Rồi, cảm ơn nha. Châu. Nước. Làm sáng giờ phải không? Trời ơi, quần áo giờ hết. Tóc tai, buộc sầu hết rồi. Ok không ạ? Muốn nói gì nói đi. Anh biết là anh đã để cho em thấy nhiều điều không tốt với anh. Nhưng mà anh thề cái đó là bề nổi thôi. Chứ thật sự bên trong con người của anh hoàn toàn khác. Em có thể yên tâm mà làm. Tứ ca, sao cái xe nó không nổ nè? Kêu người khác làm giùm em đi. Không có ai làm được hết trơn á. Sao? Đã nói là đẩy nhanh tiến độ mà. Châu! Để vô! Đúng rồi! Rất ngắn gọn, không dài dòng nữa. Anh rút kinh nghiệm rồi, anh sẽ đẩy nhanh tiến độ. Nói em có thể làm. Tứ ca, cái xe nó hư nữa rồi nè. Trời ơi, Tứ ca, qua sửa xe mà anh coi. Tứ ca hả? Anh Kiên, anh làm gì anh Kiên ngoài vậy anh Kiên? Anh muốn em ở giá có phải không? Anh liên quan gì trời? Sao không liên quan? Anh toàn cảm mấy cái khúc quan trọng anh kêu Tứ ca ơi, Tứ ca.
Nếu như mà ngày hôm nay em mất bộ á là em sẽ giết anh đó. Trời ơi, thì ra từ lâu em đã coi là bồ hả? Không có. Bà con ơi, tôi có bồ. Tôi có bồ bà con ơi. Tôi có bồ bà con ơi. Tôi có bồ. Bồ. Sao bồ sợ vậy? Có gì mà sợ? Ai? Trời ơi. Bồ tôi. Bồ của tôi nha. Đừng nha. Một tình yêu bao la như một đời yêu, mệt đi khơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao nắng quay về thôi, hạt long lanh cho ngày lên tinh khôi. Trong nỗi vui đời thương hãy dẫu bao buồn phiền, tình thật an nhiên phút giây bình yên. Giữa chốn xa hoa này bao lần vấp ngã, giữ tâm hồn nhiên thức giấc mơ ta về. Đời không cho nhiều mà lòng chẳng thiếu, nghĩ chi trả về. Sau tất cả những gì cô đã làm cho tôi, biết yêu thương mình là biết yêu thương người, một cô mới có một kết cục dễ chịu. Buồn đời ta mai có. Cô phải làm với cậu anh. Anh chỉ sợ thôi đó. Làm cho tụi nhỏ một mặt. Sự xuất hiện của anh chưa chắc gì tụi nhỏ nó sẽ thích. Cảm ơn trời Phật, cảm ơn tổ thần đất đai. Vì là gì cái gì? Vì là mẹ của con nè, là mẹ của con đây. Bà tới đây làm gì?